Dì ơi. Nào chuẩn bị để lên đây. Đây này. Ủa. Ủa. Kéo theo chữ con. Đây ôi rồi. Ôi cha chê. Đây. Ôi cha chê. Không cần cái này đâu chồng ạ. À. Kệ. Nào. Ôi em ngồi. Thôi ơi. Đấy. Nào ra đây, bố chuẩn bị thổi này chứ ơi. Ui dồi. Ra đây bố chuẩn bị châm này con nào. Nào nào nào, bố châm này. Nào, hai ba. Hai ba nào, ông bé này. Thăng cho bố thích lắm ấy. Ở đây, ông kệ cháu cho ngồi dưới. Cháu cầm cá, bố cho con cái. Không, không, còn một nồi để bố châm. Bố châm. Châm bố nhìn con mặt ngớ ngác. Đưa trên mặt này con. Ui. Thỏ thanh. Để bố châm nhá. Từ bố châm nhá. Nào, hai ba nào. Ông cảm ơn bố mu. Hai ba. 1, 2, 3 hoan hô nào, hoan hô nào. Thích lắm. Happy people. Anh rơi, gì này. Đây kìa, ô đẹp này. Yeah. Về đây. Nó biết thổi mà. Rồi thì cho sư thổi. Bố chấp lên cho con thổi. Bà thổi mẹ con lâu nữa. Bố vào đây này. Bà thổi tắt hết lần lâu nữa. Bà thổi hết. Bố thổi đi. Bố thổi đi. Châm tâm nữa. Bà nhìn bố thổi nhà hay chưa? Nào. Châm tâm lên cho con. Tài quá. Thích. Ngươi à. Châm cái nữa. Bố châm vào cái nữa. Châm vào cái nữa. Châm vào cái thổi nhá. Bố châm vào cái nữa. Châm thổi nào. Nghe kìa. Nghe phúc kìa. Ôi, chấm cũng còn nến lẻ. Con thổi đi rồi, con thổi thôi. Thổi mà. Thôi thổi đi nào. Ủa, cái thấy bố đó. Thấy bố châm châm thì cũng châm châm. Ủa. Đấy, nhìn mồm thổi kìa. Nào thổi chấp. Tài quá. Bố nước thổi đi không mệt cháu. Thế rồi, thổi thế rồi. Đó. Nào thổi chưa. Con thổi chưa. Ông quay. Rồi con thổi đi. Thôi chưa. Ôi.